Thầy xin chào tất cả các em học sinh của lớp 12 Các em thân mến Trong video này thầy sẽ chia sẻ về một bài tập thuộc chủ đề tích phân rất đơn giản Đề bài như sau Cho hàm số fx liên tục trên r Và tích phân từ 0 đến 6 của hàm fx bằng 10 Hãy tính tích phân từ 0 đến 3 của hàm f2x dx Thầy trình bày bài tập này như sau Ta sẽ sử dụng phương pháp đổi biến số Đặt t bằng 2x suy ra dt bằng 2 lần dx, tức là dx bằng 1 phần 2 dt. Ta đổi cận, x bằng 0 thì t bằng 0, x bằng 3 thì t bằng 6. Từ đó chúng ta suy ra tích phân từ 0 đến 3 của hàm f2x dx sẽ bằng tích phân từ 0 đến 6 của hàm ft. Tích phân từ 0 đến 6 của hàm ft dt chính bằng 10. Như vậy kết quả bằng 5. Ta chọn đáp án A.